quýt rồi. Nani? À? What? Thôi, em giỡn hai đôi xin được một phần quanh hết. Làm gì? Thôi em ơi, trả lời cho cả thế giới đi. Làm gì? Mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư của bé ăn đi. Anh Tài. Tao chỉ là người qua đường thôi. Ôi trời ơi. Trời ơi, vậy mà anh nói là anh nuôi tôi suốt đời. Chắc tôi tốn tài. À, xin lỗi. Không đúng không? Thôi. Bình phong của anh đúng không? Không nay. Bây giờ anh phải lên cầu với hai đứa là sao? Anh thích anh là có gia đình rồi. Anh là có gia đình rồi. Anh là đi vào Bảo Lâm. Đúng, đi vào Bảo Lâm mới là chính thức. Là tôi. Sao? Hai đứa em chỉ là rồi sao? Sao? Có 6 người. Hết lý do để tôi nhậu. Tới 3 người hả? Anh Tài. Hai. Đó là đau em đi không nổi rồi. Anh Long. Long ơi. Đau quá anh Long ơi. Đau quá. Hồi nãy đè quỷ hai cái đó. Anh Long đâu rồi? Không cho tôi có đường đau mọi người. Chào ra đi. Anh Long ở phòng nào vậy? Ủa quay chưa vậy? Quay ra nè đi. Đi không? Ừ. Anh Long phòng kế bên đó chị. Đâu rồi? Anh Long làm hai cái đồ gói đi, không thổi rồi. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Bây giờ mình làm thêm thì cũng đâu sao đâu đúng không anh? Đúng. Đúng rồi, có tình cảm thì mình cũng bày tỏ thôi. Thái độ vậy trời. Cái gì? Đi ngang qua nhìn mình xong rồi cái tiếng. Thôi mà đừng có dạ, ghen mà. Ghen với ai? Có gì đâu mà ghen. Chúng tôi chỉ là anh em thôi. Nghe văn đường. Danh nghĩa là anh em. Danh nghĩa là anh em. Trong thì không biết. Danh nghĩa hay danh phận? Danh nghĩa là anh em. Hả? Em muốn đòi danh nghĩa, em muốn đòi danh phận. Em muốn đòi cái gì? Nói đi. Đây đây. Em muốn đòi danh dự của em. Cái gì vậy bà nội? Hello. Tại sao sơ hở cái tay em vậy? Không có. Ê, cái gì vậy trời? Trời ơi. Đó, không có là gì đó. Chứ em muốn kể chị nghe em câu chuyện này để rủ lòng thương xót thôi. Là hồi nãy hồi đợt kia em có bị dập cửa, em bị dập cái tay. Xong cái hôm nay mình đi biển lâu quá xong cái móng tay nó mềm lại hay sao á. Cái hồi nãy em thấy trong móng tay em có cát, em mới mình muốn móc ra. Ừ, sợ quá. Cái cảm của mình cát. Nó chỉ lìa lên lật lìa thôi chứ nó chưa có rớt ra hết. Quá rồi. Sao chút nữa em cho mấy kia. Không sao đâu, em nghĩ là cũng được đó. Em nghĩ là cũng ok. Nguy hiểm quá. Đúng vậy, ai cũng sẽ để lại một cái thương tích gì đó. Nhưng mà ai làm cho em bị thương? Ngày hôm nay nhiều nhất. Chắc là chị đó. Ấy cái gì vậy trời? Ủa chị có gia đình như em đâu? Là chị đó. Ủa là sao trên đầu cái sao dữ vậy nè? Xịt keo. Nãy xịt mắm vô quá, nó dính nhiều quá. Nhưng mà hôm nay Negip ghê ga lăng lắm đi. Negip xách giày giùm Ngân hả mấy lần?
sách dài nghe nó ra lăng hẳn ha. Hồi nãy là sách dép là thành nô lệ. Không, lúc nãy em có sách dép gì ngoài đó rồi. Chung mà tự nhiên thấy dép rớt cái thôi xót cầm lên thôi. Hồi xưa ngày cũ là lụm dây chai á mọi người. Anh nói xà lơ sao cô nói gì nãy giờ là lỡ. Ủa là sao thấy chị đều cái là cũng đều. Không có, người ta đeo từ ngày đầu tiên. Bây giờ em mới thấy chị đeo. Chị có ý gì với anh Zach? Chị có ý gì với anh Zach? Em ngủ với anh Zach sáng chị thấy đại trận hai người. Không một mảnh vải che thân. Đây bắt đầy được. Cảnh trường chiếu mọi người ơi, có một cảnh trường chiếu. Cảnh trường chiếu. Không mặc đồ. Trời ơi. Ui sợ quá. Xong rồi bây giờ em lại bên. Anh em dắt qua đây. Bây giờ kiếm chuyện với anh nè. Tại sao? Qua nói hết đi. Cái gì mà đùng một cái bước vô nguyên cái ekip đứng trước mặt chưa có một cái gì trên người hết. Trời nói đi, hồi sáng này chuyện sáng này. Chuyện sáng nay thì thực ra là kiếm nó không mặc đồ mà tôi có mặc đồ mà. Liên chuyện quan tới tôi. Kiếm này sao? Thì có gì đâu. Thì hai thằng con trai ngủ chung phòng là chuyện bình thường. Là chuyện giữa tại sao chuyện phải vô em làm lố chuyện lên. Chuyện của em là sao? Hả? Trong chuyện của em. Em thấy là anh đeo trước xong rồi chị Ngân mới đeo sau. Đó là có cái gì đó đó. Nó có một sự khác biệt. Đây chỉ là những cái vỏ sò, những cái vỏ ốc ngoài biển, còn của chị là ngọc trai. Không hề ngọc trai, cái này chắc chắn bằng nhựa luôn. Quay cận liền, nhựa quay này bảo đảm đồ nhựa. Phải. Ít nhất cái này còn là đồ ngọc trai, còn là vỏ sò đồ. Cái này là kiểu như nó là vì ngọc trai thiệt nên nó phải bóng như vậy. À, bóng như vậy. Bóng nó được đánh bóng. Không, anh thấy là xịt sơn lên. Thì hả? Xin lỗi. Chứ nhựa chỉ cho người ta đạp chân. Ủa sao như tôi chụp hình mọi người đứng nhìn là sao tự nhiên được? Tại em đẹp trai á. Nhân cứ mở đây đồ hai người cho Nhi nhíu nhíu đó. Đồ của Nhân nhíu nhíu đâu? Có gì đâu trời. Đâu hề gian dưới dưới không. Tôi hề là anh em với nhau luôn. Đúng không? Đúng không? Anh em nhau không mà bình thường. Tại vì anh em chơi với nhau thân nhau. Cháu được phát ba nhau sao? Đúng rồi. Đúng không? Mọi người nhìn nhau cái mọi người thấy nó lố hay gì không có. Thật ra anh em chơi với nhau thân quá nó vậy thôi đúng không anh? Nhưng mà theo những dữ kiện trên mạng xã hội thì ai là người thứ ba? Anh nói đi. Người thứ ba? Hả? Luôn luôn là người chen vô cuộc tình của tất cả mọi người nha. Không phải với tôi với Nagip nha. Cái thuyền nào cũng sẽ có người thứ ba đó là đúng. Cái thuyền đó. Đó là cái người đó đó. Người hay cọc nhất cho cuộc đời này. Nhảy vô chuyện tình của người ta nhảy vô cọc một cái làm bể hết tất cả luôn. Đúng. Nhưng mà giả vờ không biết gì hết. Đúng vậy. Đúng không? Ghê gớm. Tiền Hải thì em muốn hỏi là anh có nghe bài Tiền Em Chỉ Muốn Trở Người Hà Nội chứ? Đùa hả? Vừa ra là anh nghe anh share liền lập tức. Không? Cái này là confirm nha. Trong dàn cast Ai Thương Em Bằng Anh. Nửa chặng đường anh thấy bé An tiến bộ như thế nào? Bé An hư hơn, càng ngày càng hư. Đây là mỗi lần mà buổi tối ngủ chung nó hồi hộp. Phải không trời? Nó hư lắm. Đây bóc phốt anh Isaac luôn, hôm qua nghiến răng rất ghê. Ủa? Tôi nói trước rồi mà. Tôi nói trước rồi. Này nó ở trong đây quá ha. Tôi nói trước rồi là tối tôi ngủ tôi nghiến răng. Mà nó vẫn đòi ngủ chung. Không. Tại nó nghĩ nó muốn nhưng mà vui. Các bạn phải biết là cái tiếng nghiến răng của anh này rất là dễ thương lắm. Nó rất là đẹp trai. Ủa? Bình thường á là người ta nghiến răng á là người ta làm cho mình có cái khó chịu lắm. Cảm lạnh quá. Nhưng mà cái nghiến răng của anh á nó dễ thương lắm. Hồi anh xưa, có nghe bao giờ chưa? Anh nghe của anh bao giờ chưa? Hồi xưa bà số năm rất là sợ tiếng nghiến răng của anh. Lần đầu tiên có một đứa nói tiếng nghiến răng của tôi. Khi yêu là mình thấy gì cũng dễ thương. Đúng rồi, rất đẹp trai. Nhưng mà tại sao Ngân nó nói chuyện từ 4 giờ sáng tới giờ nó không ngưng vậy trời? Em có nói gì đâu. Hôm qua Ngân anh bạn bánh bèo. Bạn bèo mở sáng gì khác. Không được nói gì Thúy Ngân hết. Sao anh đi, nói tiếp.
đừng đừng có làm cái gì dị tật vậy, đừng có làm cái mặt dị tật. Ủa nhưng mà mọi người đang qua cái khác là kìa. Ủa mọi người ơi, có ai quan tâm anh Nessie không? Ừ, quan tâm anh Nessie bảo vệ em. Không ai được nói nhiều Thiên Ngân hết. Thiên Ngân, ừ thì thôi, làm gì làm đi. Hải Sát ơi. Dạ. Đang gồng quá kìa. Gồng mình bảo vệ Thiên Ngân. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, rồi. Trời ơi, có sao không anh? Mới sáng sớm. Có sao không? Tiền đình này, không sao hết, không sao hết. Còn em à, hồi xưa á, hai đứa giỡn em, không biết em làm cái gì em tắt lũ màn nhĩ nó luôn á. Trời ơi, ác quá.